Dự báo thời tiết tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đêm 24 tháng 5 năm 2022. Do tác động của rãnh áp thấp và trường gió Tây Nam hoạt động trung bình đến mạnh, nên khu vực đất liền tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu có mưa rào và dông vài nơi. Trong cơn dông có khả năng xuất hiện lốc sét và gió giật mạnh. Ngày mai trời nắng, nền nhiệt tăng nhẹ, cao nhất từ 31 đến 33 độ, thấp nhất từ 25 đến 27 độ. Thời tiết vùng biển ngoài khơi Bà Rịa Vũng Tàu đến Côn Đảo chuyển xấu dần. Gió Tây Nam mạnh dần lên cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8. Sóng biển cao từ 2 đến 3 mét, khiến biển động. Thành phố Vũng Tàu mây thay đổi, mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 25 đến 27 độ, cao nhất từ 31 đến 33 độ. Độ ẩm tương đối 79 đến 84%. Huyện Côn Đảo mây thay đổi, có mưa rào và dông, ngày nắng, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, có lúc cấp 4. Nhiệt độ thấp nhất 25 đến 27 độ, cao nhất 30 đến 32 độ. Độ ẩm tương đối 79 đến 84%. Vùng biển từ Bà Rịa Vũng Tàu đến Côn Đảo nhiều mây, có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Trong cơn dông có khả năng xuất hiện lốc xoáy và gió giật mạnh. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa. Gió Tây Nam cấp 4, cấp 5, biển động nhẹ. Mực nước tại Vũng Tàu ngày 25 tháng 5 năm 2022, mực nước cao nhất 384 cm, xuất hiện lúc 10 giờ 30 phút, thấp nhất 146 cm, xuất hiện lúc 3 giờ 45 phút.